Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ rất hay đánh trong khuôn khổ vòng thiêu thứ 3 của giải cờ tướng Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới năm 2014, trận so tài đỉnh ca của Đại chiến Việt Trung. Biên đỏ đi tiên nước kỳ thủ Nguyễn Hồng Yến của Việt Nam đánh với Đường Tư Nam của Trung Quốc. Một trận đánh gây ngỡ ngàng trong nền cờ tướng của nước bạn khi một cao thủ đến từ Việt Nam vượt qua được nước kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ Chứ Chứ将军，吃，将军，吃。将军，将军，吃。吃，
将军。将军。将军。将军。将军。吃。吃。将军。将军。吃。吃。吃。吃。将军。吃。将军。将军。吃。吃。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。Và sau tình huống cờ tướng 4-1 đến từ bên đỏ của nữ kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Hồng Yến thì bên đen trong thực chiến, kỳ thủ nữ của làng cờ tướng Trung Quốc đứng thứ năm đã phải buông cờ xin thua khi không thể phòng thủ thành công trước tình huống mà bên tiên đang đe dọa đường hướng xe 1-2 để chiếu bí ngay. Như vậy kênh cờ tướng tinh hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đánh trên, một ván cờ rất hay của nữ kỳ thủ Việt Nam trước đường thứ năm của Trung Quốc gây chấn động làng cờ tướng Trung Hoa, làm rạng danh nền cờ tướng Việt Nam khi thi đấu với Trung Quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.